Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Westminster, Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Có thể nó là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể nó là vấn đề liên quan tới mạng xã hội mà quý vị quan tâm, hoặc có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt cuối tuần này thì trong mấy ngày hôm qua, trong 2 tuần lễ qua, chúng ta đã thấy được có những cái dấu hiệu cho thấy là báo động đang có sự kích động một cách tinh vi, gây bất ổn trong xã hội Hoa Kỳ. Và quý vị, sự kích động này nó đến từ cuộc bầu cử năm 2024, tức là tháng 11 này chúng ta sẽ có cuộc bầu cử tổng thống. Và cái này tôi đã từng nói rất nhiều lần là nó sẽ lặp đi lặp lại trong những mùa bầu cử tổng thống, đặc biệt là cái mùa bầu cử năm nay thì quý vị có một cái dấu hiệu cho thấy là có sự kích động rất tinh vi, gây bất ổn xã hội. Trước hết thì chúng ta sẽ thấy lý do tại sao họ phải làm như vậy. Bởi vì cứ mỗi lần có cuộc bầu cử tổng thống mà kích động bất ổn xã hội thì khiến cho nhiều người đứng đắn đàng hoàng thì họ e ngại tới phòng phiếu, và cuối cùng thì nó kích động để mà có thể tạo cái lợi và thúc đẩy cái giới trẻ đi bỏ phiếu. Và đây là cái cách mà bên đảng Dân Chủ vẫn thường làm. Và tôi đã từng nói với quý vị, mỗi một năm tới mùa bầu cử, họ kích động sự thù hận giữa da trắng và da đen. Họ kích động về việc gọi là kiểm soát vũ khí với những vụ gọi là xả súng hàng loạt. Rồi họ kích động nhiều thứ lắm để có thể tạo ra sự bất ổn biểu tình nhằm có thể đạt được lợi của họ trong các cái cuộc bầu cử, không phải chỉ là cái ghế tổng thống không, mà còn ở các vị trí từ cấp địa phương lên tới cấp tiểu bang và liên bang. Và quý vị, lý do mà họ kích động là bởi vì năm nay họ càng họ làm đủ kiểu để kích động, và cái kích động của họ rất là tinh vi. Tinh vi ở chỗ là nó không mang màu sắc của nền chính trị Hoa Kỳ, mà nó tác động từ bên ngoài, và những chính sách mà Joe Biden ký trong thời gian gần đây cũng như là những tác động của những thành phần được xem là phong trào nổi loạn. Tôi gọi là phong trào nổi loạn tại vì những kẻ này là những kẻ chuyên nghiệp về việc kích động biểu tình trong xã hội. Quý vị, thứ nhất là bây giờ chúng ta đi qua cái bản tin đi. Đây là lý do bởi vì ông Trump luôn gác điểm Joe Biden trong những tháng gần đây. Kể từ đầu năm tới bây giờ, gần như là ông Trump đã gác điểm Joe Biden rất nhiều, từ những tiểu bang chiến lược cho tới cuộc thăm dò tổng quát trên toàn quốc hoặc là xé ra từng cộng đồng. Thì ông Trump vẫn gác điểm với Joe Biden, và điều này đã khiến cho đảng Dân Chủ sợ hãi và tìm đủ mọi cách để kích động một cách khéo léo. Quý vị, chúng ta qua bản tin cuộc thăm dò của Viện Rasmussen vào tháng này, tháng 4, chúng ta sẽ thấy được. Quý vị, cuộc thăm dò của Viện Rasmussen cho thấy là ông Trump vẫn mở rộng và gác điểm Joe Biden. Đó là cái đề. Cựu Tổng thống Donald Trump đã có cái cuộc dẫn đầu với lại ông Tổng thống Joe Biden trong vài tháng qua, trong cái cuộc gọi là tái đấu năm 2024, cuộc thăm dò mới cho thấy. Và Viện Rasmussen cho biết là họ công bố vào ngày thứ Sáu cho thấy nếu như mà có cuộc ba chiều, cuộc bầu cử gồm có ông Biden, ông Trump và ông Robert Kennedy Jr., 46% cử tri Hoa Kỳ chọn ông Trump, 36% chọn Joe Biden và 9% chọn ông Robert Kennedy Jr. Và nếu như có 5 người ra tranh cử, trong đó gồm có người ứng cử viên của đảng Green là Jill Stein và cựu giáo sư của Đại học Harvard là Cornel West, thì 48% họ nói rằng họ bỏ phiếu cho ông Trump, 36% bỏ phiếu cho Joe Biden, 8% thì bỏ phiếu cho ông Robert Kennedy Jr. và 1% bỏ phiếu cho cả West lẫn Stein. Và trong tháng 4 thì ông Trump đã gác Joe Biden 6 điểm, 44 trên 38, trong khi đó thì ông Robert Kennedy Jr. được 10 điểm theo tường trình của Viện Rasmussen ra. Và cuộc thăm dò này diễn ra giữa lúc mà ông Trump vẫn đang bị xét xử ở tòa án tại New York, trong đó cho thấy 71% cử tri nói rằng họ rất là hứng thú với cuộc bầu cử năm 2024, trong đó gồm 47% nói rằng rất là hứng thú, 59% cử tri của ông Trump nói rằng họ rất hứng thú, 50% cử tri của Joe Biden nói cùng một lượt, 60% người của đảng Cộng Hòa nói rằng họ rất là hứng thú về cuộc bầu cử tổng thống, 45% của đảng Dân Chủ và 36 cử tri chưa xác định được đảng phái của họ trong cuộc bầu cử ba chiều
thì ông Trump có tới 80% cử tri của đảng Cộng Hòa, Joe Biden ghét được 70% cử tri của đảng Dân Chủ. Và trong những khối cử tri mà chưa xác định thì ông Trump được 44%, Biden được 26% và 15% chọn ông Robert Kennedy Jr. Và trong cuộc bầu cử 5 người thì ông Trump tới 52% của cử tri da trắng, 21% cử tri da đen, 45% cử tri của người Hispanic và 63% của các cộng đồng thiểu số khác. Và cũng tương tự như vậy thì Joe Biden được 34% của cử tri da trắng, 61% cử tri của da đen, 30% của Hispanic và 14% của các cộng đồng khác. Quý vị thấy là ông Trump Hispanic là gác ông Joe Biden tới 15 điểm. Tuy nhiên cộng đồng da đen thì Joe Biden được 61%, ông Trump được 21%. Ok quý vị. Và nếu như mà có hai đường hướng của năm cuộc bầu cử thì ông Robert Kennedy Jr. sẽ được rất nhiều khối cử tri của cộng đồng người Hispanic và cộng đồng thiểu số khác. Và trên toàn diện thì 40 tuổi trở lên thì họ bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi đó và Biden và ông Trump gần như là ở cái mức là dưới 40 tuổi, và một số người khác thì họ nói rằng họ bỏ phiếu cho ông Robert Kennedy Jr. Những người tự nhận là bà bảo thủ dường như là có cái khuynh hướng nhiều hơn so với những người cấp tiến hay những người ôn hòa. Họ rất là có hứng thú trong cuộc bầu cử năm 2024. Và những người cử tri ôn hòa gần như là họ nói rằng là họ gần như thích hơn so là họ sẽ bỏ phiếu cho ông Robert Kennedy Jr. so với lại phía bảo thủ và phía cấp tiến. Và cuộc thăm dò này với mức sai biệt là cộng trừ 3%. Đó là một trong những cái bản tin mới nhất. Và từ những bản tin này, bắt đầu từ tháng 1 thì quý vị, ông Trump đã bắt đầu gác điểm Joe Biden cho tới bây giờ là bước qua tháng 5 rồi, 5 tháng liên tục. Thì quý vị thấy là các cái cuộc thăm dò trên 7 tiểu bang chiến lược, ông Trump thắng 6 tiểu bang ngoại trừ Wisconsin. Có lúc ông gác 1 điểm, có lúc ông thua Joe Biden 2 điểm, có nghĩa là nó lên xuống từng tháng ở Wisconsin. Còn ngược lại, các tiểu bang như là Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Nevada và Arizona thì ông Trump đều gác từ 2 cho tới 8 điểm. Ở gọi là tổng cộng trong chúng ta có 7 tiểu bang chiến lược thì ông Trump đã gác 6 trên 7 tiểu bang rồi, bắt đầu từ hồi tháng 1 tới bây giờ. Và điều đặc biệt là lần đầu tiên ông Trump, một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, đã qua mặt Joe Biden trong khối phiếu của người Hispanic, tức là những người gốc Latino, tức là những người nói tiếng Hispanic đó quý vị, là những người từ Trung Mỹ và Nam Mỹ. Đây là một trong những khối phiếu chủ lực của Đảng Dân Chủ trong suốt nhiều năm. Trong suốt nhiều năm thì đây là khối phiếu chủ lực của Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ thì có thứ nhất là cộng đồng da đen, thứ hai là cộng đồng Hispanic và thứ ba là giới trẻ. Đây là ba khối phiếu gọi là chủ lực của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, năm nay ba khối phiếu này đều sụt giảm, thậm chí còn thua cho ông Trump. Thứ nhất là trên toàn diện, giới trẻ đã từ bỏ Đảng Dân Chủ. Giới trẻ đã từ bỏ Dân Chủ với nhiều lý do khác nhau. Và gần như là khối phiếu về giới trẻ dưới 29 tuổi là ông Trump có những lúc ổng gác điểm và có những lúc ổng thua. Nhưng ở các tiểu bang chiến lược thì ổng thắng ông Joe Biden. Còn nếu tính trên toàn quốc thì Joe Biden vẫn gác ổng 1-2 điểm gì đó trong cái khối phiếu của những người dưới 29 tuổi, tức là 18-29 tuổi. Thì quý vị, lý do mà giới trẻ nó chán Joe Biden, thứ nhất là tuổi tác. Nó cho rằng ông Joe Biden quá già rồi, 81 tuổi rồi. Thứ hai là cái việc mà kinh tế quá tệ hại, khiến cho đám trẻ gần như tuyệt vọng. Tuyệt vọng ở chỗ là nó không còn hy vọng có được những cái tài sản, ví dụ như một căn nhà, làm chủ một chiếc xe vân vân. Nó làm cho đám trẻ bị tuyệt vọng bởi vì nền kinh tế quá tệ hại, trong đó phân lời cao, rồi giá cả mọi thứ đều cao và tiền thuê mướn cũng đều cao lên. Đây là cái điều mà giới trẻ từ bỏ Joe Biden và Đảng Dân Chủ. Và điều thứ ba là tác động của cuộc chiến Hamas và Do Thái. Thì nó đã tác động vào cái khối cử tri trẻ, khiến cho khối cử tri trẻ này và giữa ông Trump và Biden gần như là tương đương. Thì quý vị, trong khi đó khối cử tri của Hispanic, tức là những người nói tiếng Latino, lần đầu tiên ông Trump đã gác điểm Joe Biden từ hồi đầu năm tới bây giờ vẫn không thay đổi, mà còn có chiều hướng tăng hơn theo cái bản thăm dò riêng của Viện Rasmussen. Ông gác Joe Biden rất là nhiều, tới 15%. Tức là ông được 45% cộng đồng Hispanic, trong khi Joe Biden chỉ được có 30% thôi.
tức là cái vấn đề di dân bất hợp pháp đã gây bất mãn cho cộng đồng người Latino, chứ không phải lấy được phiếu của họ. Joe Biden nghĩ rằng đưa ra những chính sách mềm dẻo để tạo cái cơ hội cho những di dân bất hợp pháp từ Trung Mỹ và Nam Mỹ xâm nhập vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, thì ông ta sẽ được lấy lại được và giành được khối phiếu của những người Latino. Nhưng mà ông ta lọc. Những người Latino bất mãn nhất là vấn đề này, và thứ hai là vấn đề kinh tế. Trong khi đó thì cái cộng đồng thiểu số khác, gọi là cộng đồng thiểu số khác, thì quý vị, trong đó có là cộng đồng gốc Á, có cộng đồng của người da đỏ bản xứ, có cộng đồng của đồng tính, có cộng đồng của phụ nữ. Ông Trump gác tới 63%. Ông Trump gác tới 63%, quý vị thấy rõ ràng là trong cái cuộc thăm dò này cho thấy là gần như là phía của ông Joe Biden đã không có đủ khả năng gọi là giành lại những cái lá phiếu mà quý vị thấy ở trên cái bản thăm dò của Rasmussen. Thì quý vị, ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng là ông Trump đã gác rồi, và nếu mà xét theo từng cộng đồng thì ông Trump gác rất nhiều ở trong cái cộng đồng Hispanic, quý vị. Ở đây tôi cho quý vị thấy là ở khúc này đây quý vị. Ok, bà đảng Dân Chủ cái sự hứng thú của họ, và ở trong cái cuộc gọi là 5 người ra tranh cử đây quý vị, ông Trump được 52% của người da trắng, 45% của người Hispanic, 63% của những người cộng đồng thiểu số. Trong khi đó Joe Biden được 34%, 30% của người Hispanic và chỉ có 14% của cộng đồng thiểu số thôi. Tức là cộng đồng thiểu số cũng không chấp nhận Joe Biden nữa. Chính điều này đã khiến cho đảng Dân Chủ lo ngại, và họ nghĩ đủ mọi cách để tìm cách kích động các cái cuộc bất ổn. Bởi vì với họ bây giờ chỉ có gây bất ổn xã hội ở khắp các trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ thì mới có thể thay đổi được cục diện. Đây là cách mà họ đã làm trong năm 2020 sau cái chết của George Floyd. Sau cái chết của George Floyd thì là quý vị thấy rõ ràng là họ gây ảnh hưởng kết quả bầu cử rất nhiều. Vừa đại dịch, vừa biểu tình trên toàn quốc, và họ giành được chiến thắng. Họ giành được chiến thắng, họ chiếm luôn cả đa số ở quốc hội, họ chiếm luôn cả cái ghế hành pháp. Thì quý vị, do đó đảng Dân Chủ nghĩ rằng gây bất ổn xã hội một cách khéo léo thì họ có thể sẽ đạt được cái mục tiêu này. Do đó về mặt chính sách họ đã thúc đẩy phía sau, họ là ông chủ của ông Joe Biden mà, họ thúc đẩy ông Joe Biden ký những cái sắc luật liên quan tới công lý xã hội và môi trường để kích động. Tại vì họ biết được khi mà ra những sắc luật này sẽ khiến cho những người bảo thủ nổi giận. Và sự nổi giận này có thể sẽ dẫn tới những cuộc biểu tình. Ví dụ, ông ta ra lệnh là phải nghiêm khắc về vấn đề gọi là môi trường. Buộc tất cả là phải tuân thủ cái quy tắc về môi trường. Từ cái xài cái khí gas, tức là cái khí đốt ở trong nhà của mình. Quý vị thấy là ông ta đã ra lệnh cho liên bang, các cái tòa building là không được phép lắp đặt khí đốt thiên nhiên. Mà họ gọi là nhiên liệu hóa thạch đó. Họ không cho phép lắp đặt khí đốt thiên nhiên ở trong các tòa building của liên bang. Rồi bên cạnh đó, và một số tiểu bang đã bắt đầu cấm cái lò gas nướng ở trong nhà của chúng ta, đặc biệt là ở New York. Và quý vị, nó khiến cho nhiều tiệm pizza phải đóng cửa đó. Rồi chưa hết, quý vị, nó áp đặt tất cả những cái chính sách về năng lượng xanh, ví dụ như là thúc đẩy về xe điện vân vân. Thì quý vị, những cái này họ đẩy ra, mục đích của họ là khi họ muốn khiêu khích cho những cái người bảo thủ, những người dân bình thường nổi giận để mà có thể xuống đường biểu tình chống lại những chuyện này. Đây là một trong những cái chính sách mà những ông chủ sau lưng của Joe Biden đã thúc đẩy Joe Biden ký những cái sắc lệnh này. Thì quý vị, bên cạnh cái việc mà họ nộp đơn họ kiện những cái luật này thì những cái sự gọi là tranh cãi qua lại nó sẽ dẫn tới một cái cuộc xung đột ngoài xã hội. Đây là cái điều thứ nhất mà họ kích động. Thứ hai là quý vị, cuộc chiến của Do Thái và Hamas. Cuộc chiến của Do Thái và Hamas họ đã kích động bởi vì theo báo cáo của Sở Cảnh sát New York thì quý vị thấy là có bàn tay của những kẻ gọi là ở trong đó, tức là họ cố tình có những cái tác động tới các cái sinh viên ở trong trường. Thì quý vị, ở đây tôi cho quý vị thấy là có chú ý, và có người đã chi trả tiền cho chuyện này. Đây là cái bản tin của Sở Cảnh sát này quý vị. Daughtry và Shell là hai người lãnh đạo của cảnh sát New York cho biết là có những kẻ đã tìm cách gọi là cực đoan hóa các học sinh và sinh viên của chúng ta. Đây là lời phát biểu của họ. Quý vị,
Người lãnh đạo cảnh sát ở tại New York, tức là phó tư lệnh cảnh sát tại New York là Kat Dontry, nói với đài truyền hình Newsmax trong ngày thứ sáu có bằng chứng ở tại trường đại học Columbia ở cái việc mà chiếm đóng cái tòa nhà gọi là Hamilton Hall, là có những kẻ đã cố tình gọi là cực đoan hóa các sinh viên của chúng ta. Trong tối ngày thứ ba thì cảnh sát New York đã thực hiện một cái chiến dịch toàn diện để dọn dẹp tất cả những người biểu tình ở trong cái Hamilton Hall ở tại trường đại học Columbia, và cuối cùng 109 cá nhân đã bị bắt giữ. Và người lãnh đạo của sở cảnh sát LYPD là John Shell đã cùng với là tham nói rằng 40% những người đến Columbia gần như không phải là từ trường học này, tức là 40% những kẻ này đến từ bên ngoài. Và Dontry đã cho thấy một số bằng chứng mà cảnh sát thu lượm được, trong đó gồm những cuốn sách về khủng bố, những cái dụng cụ chưa từng có. Và tôi biết được đây là một trong những cái không phải nằm trong cái vòng giáo dục của trường đại học Columbia, dây thần rồi mặt nạ phòng độc rồi tất những điều này, có nghĩa là có một số ai đó đứng sau vụ này. Và chúng ta sẽ điều tra sâu đậm xem những ai là chủ mưu sau cái vụ này. Ông đã phát biểu như trên, và bên cạnh đó thì ông Shell cũng đồng ý với lại người đồng nghiệp của ông, nói rằng có những kẻ đã bỏ tiền cho chuyện này, và số tiền này còn lớn hơn cả thành phố New York, lớn hơn cả sở cảnh sát của New York, và chúng ta sẽ tìm ra coi chuyện gì đã xảy ra. Quý vị, có nghĩa là các cuộc biểu tình của sinh viên này ở trên tất cả các trường đại học đều có chủ ý là được cung cấp tiền bạc bởi một số những tổ chức, và cảnh sát New York đã trưng bày bằng chứng cho thấy là những cái dụng cụ họ mang vào trong nhà trường đều không nằm trong tất cả những cái giáo trình giảng dạy trong nhà trường, và những cái dụng cụ này là những cái dụng cụ dường như là gây bạo động, có luôn mặt nạ phòng độc nha quý vị. Có nghĩa là những cuộc biểu tình này có chủ ý, và ai là kẻ cung cấp tiền bạc cho những cuộc biểu tình này? Thì quý vị, đây là câu hỏi của sở cảnh sát New York và của nhiều nơi khác, là bởi vì họ được kích động biểu tình. Nếu mà nói rằng cái thành phần mà gọi là thân Palestine, thì quý vị, thành phần này không có nhiều tiền bạc. Những người Ả Rập này không có nhiều tiền bạc. Nhất là ở Michigan, họ đi làm công nhiều hơn. Họ làm trong những công xưởng nhiều hơn. Họ không có nhiều tiền bạc để cung cấp nguồn tiền cho những sinh viên. Vậy thì quý vị, ai là kẻ cung cấp tiền bạc cho những cuộc biểu tình có chủ ý này và tìm cách gây ra cái tư tưởng cực đoan vào giới sinh viên? Thì quý vị, khi sở cảnh sát New York đã phát hiện ít nhất là một phụ nữ 63 tuổi. Bà này từng tham gia vào những nhiều cuộc biểu tình lớn ở nước Mỹ, và bà ta được xem là một kẻ biểu tình chuyên nghiệp và kích động chuyên nghiệp. Bà này là 63 tuổi và bà ta bắt đầu từ thời chiến tranh Việt Nam lúc mười mấy tuổi đầu. Bà ta đã tham gia biểu tình phản chiến. Sau đó, bà ta tham gia vào cuộc biểu tình ủng hộ cho môi trường, bị bắt tới 80 lần mà quý vị. Và sau đó, bà ta cũng là một trong những kẻ thúc đẩy cuộc biểu tình mà cách đây nhiều năm, nó gọi là Occupy Wall Street, tức là chiếm đóng Wall Street. Quý vị còn nhớ năm 2010-11, nó đã xảy ra cái cuộc biểu tình tại Hoa Kỳ trên toàn quốc. Nó gọi là Occupy Wall Street. Nó cho rằng là những người nghèo chiếm 99% và những người giàu chỉ chiếm 1% thôi. Đại khái như vậy. Thì quý vị, rồi sau này bà ta lại tham gia vào cuộc biểu tình của Black Lives Matter. Và kết quả bây giờ thì bà ta lại nằm trong phong trào giải phóng Palestine. Thì quý vị, bà này chỉ là một cái biểu tượng bên ngoài, bởi vì bà ta là một kẻ biểu tình chuyên nghiệp, tức là bà ta được trả tiền. Và sở cảnh sát New York cho biết có những kẻ từ bên ngoài được chi trả tới $3,000 cho 8 giờ làm việc mỗi tuần và liên tục trong vòng 3 tháng. Số tiền này là khổng lồ. Tức là có những kẻ chi tiền để gây bất ổn tại Hoa Kỳ. Thì đương nhiên quý vị, chúng ta vẫn đặt câu hỏi là tác động từ bên ngoài, từ phía của Hamas, từ phía của Iran, từ phía của Nga hay Trung Quốc. Và quý vị, những tổ chức nhận tiền là ai? Hầu hết là những tổ chức left wing. Và chưa kể là có một số những tổ chức nhận tiền trực tiếp từ George Soros. Thì quý vị, rõ ràng là các cuộc biểu tình này có chủ ý. Họ tác động và họ mượn danh nghĩa của cuộc chiến Iraq, của Do Thái và của Hamas. Với danh nghĩa là ủng hộ cho Palestine. Nhưng mà trên thực tế, họ cố tình gây bất ổn. Chưa kể họ tác động những cộng đồng thiểu số khác. Thì quý vị thấy trong mấy ngày qua là cái vụ của cộng đồng người Việt. Tức là họ ở trên quận Los Angeles đã chọn ngày 30 tháng 4
để làm ngày Gen Fonda Day. Tức là nó cố tình khiêu khích cộng đồng người Việt tràn xuống đường biểu tình và sẽ tạo ra cuộc bất ổn. Mỗi một cộng đồng nó đều đưa ra một cái chính sách khiêu khích riêng. Tôi nói là đưa ra một cái chính sách khiêu khích riêng. Và vừa rồi thì quý vị, nó đã xuất hiện trong cộng đồng Hispanic là những cái tờ flyer. Những tờ flyer này được tung ra nói rằng là tất cả những di dân bất hợp pháp cho tới di dân hợp pháp ở Hoa Kỳ là phải dồn phiếu cho Tổng thống Joe Biden. Thì quý vị, tổ chức này lại là một cái tổ chức hoạt động non-profit bất vụ lợi của người Hispanic và được xem là cánh tay nối dài của những băng đảng, trùm băng đảng ở Mexico. Thì quý vị, tức là họ thấy rõ ràng cái mức điểm mà ông Joe Biden bị thua và khối phiếu họ đang mất dần đi. Do đó, họ tìm đủ mọi cách để kích động xã hội. Tại vì họ biết chắc chắn chỉ cần xảy ra bất ổn một sự kiện thôi và đám truyền thông nhảy vào khai thác ầm ầm lên thôi thì nó sẽ kích động trên toàn quốc. Và quý vị, ngay cả cái vụ án xét xử ông Trump tại New York cũng mang ý nghĩa này. Tức là nó cố tình đưa ra quan tòa cho tới công tố viên đưa ra những quyết định mà dễ gây nổi giận cho người dân. Trong cái phiên tòa xét xử ông Trump, họ muốn sử dụng cái phiên tòa này là một trong những cái động lực để kích động những người ủng hộ ông Trump tràn xuống đường biểu tình, rồi sẽ có phản biểu tình và kết quả thì sẽ là cuộc xung đột xã hội. Cuộc xung đột trong xã hội giữa người binh và người chống. Đây là mục đích của họ. Và quý vị đã chứng kiến cái vụ này trong cái vụ George Floyd năm 2020. Thì quý vị, vụ George Floyd năm 2020 chỉ là một cái biến cố bình thường của một tên tội phạm da đen lỡ bị thiệt mạng trong bệnh viện khi mà cảnh sát dùng vũ lực quá tay thôi. Nó đã kích động toàn bộ các cuộc biểu tình. Thì quý vị, họ đang kích động nhiều thứ để chờ cơ hội dùng một sự kiện nào đó để tác động lên toàn quốc. Đây là cách mà họ đang làm. Bởi vì quý vị, dựa trên các cái cuộc thăm dò, không phải chỉ có viện Rasmussen không, ngay cả cuộc thăm dò của những công ty truyền thông khuynh tả cũng cho thấy ông Trump gác điểm. Từ CNN tới Emerson College cho tới New York Times với là Emerson College, rồi cuộc thăm dò của riêng của CNN, cuộc thăm dò riêng của NBC đều cho thấy rằng ông Trump gác điểm. Và ngay cả cái công ty truyền thông được xem là có cảm tình với lại Palestine và có một cái thành kiến nặng nề với ông Trump và người Do Thái là AP đó, tức là Associated Press đó. Các cuộc thăm dò vẫn cho thấy ông Trump gác Joe Biden tất cả các cái tiểu bang chiến lược, gần như là 6 trên 7 tiểu bang rồi. Do đó quý vị, bây giờ là tháng 5 rồi, còn có 6 tháng nữa thôi. Tức là chúng ta còn có 6 tháng mà liên tục từ đầu năm tới bây giờ, Joe Biden không gác điểm được. Joe Biden không gác điểm được. Do đó, cái cách hay nhất của họ bây giờ là gây bất ổn xã hội. Một là phá nát cái cuộc bầu cử năm tháng 11 sắp tới đây, tạo ra một kết quả lộn xộn để tranh cãi, chửi bới và cuối cùng không ai thừa nhận kết quả bầu cử. Thứ hai là lợi dụng tất cả những cái biến cố này gây bất ổn để trục lợi. Tức là cái lợi này không phải chỉ ở cấp liên bang đâu, mà còn cấp địa phương nữa. Tức là họ sẽ làm tất cả mọi thứ, bởi vì họ biết được lần này nếu ông Trump thắng cử và nếu đảng Cộng Hòa kiểm soát lại lưỡng viện quốc hội thì tất cả những chính sách của họ đều phá sản. Và họ đang rất ngại cái project gọi là 2025 của tổ chức Heritage Foundation, một tổ chức bảo thủ. Họ đã soạn sẵn tất cả những cái chính sách cần thiết cho đối nội, đối ngoại và thay đổi tất cả những cái quy tắc làm việc trong chính quyền liên bang. Và sẽ sa thải rất nhiều người. Thì quý vị thấy rõ ràng là họ nhìn thấy được tất cả những cái gì họ đầu tư trong 30 năm qua dần dần sẽ bị phá sản hết. Và năm nay họ tìm đủ mọi cách để kích động. Nhưng đáng tiếc là khối cử tri trẻ đã từ bỏ họ. Thứ nhất là do vấn đề của Joe Biden. Thứ hai là giới trẻ đang nỗ lực đối đầu với lại cái cơn khó khăn về kinh tế. Bây giờ mà nó muốn làm chủ một căn nhà là impossible. Nhất là những cái thành phố lớn mà đám trẻ đang sinh sống, từ ở California qua tới New York, giá cả của một căn nhà lên cao quá. Lương tụi nó có 100 mấy ngàn cũng không đủ qualify để mua một căn nhà. Với phần lời bây giờ 7-8 chấm. Và giá nhà vẫn cao.
Thường thường ở Mỹ này quý vị, giá nhà lên cao thì phân lời xuống thấp, phân lời lên cao thì giá nhà xuống thấp. Nhưng bây giờ giá nhà cao, phân lời cũng cao luôn. Gần như là đám trẻ không còn cơ hội nữa rồi. Nó nhìn thấy một cái tương lai mù mịt rồi. Nó không có cơ hội mua một căn nhà rồi. Do đó quý vị, đám trẻ này cho rằng là cái chính sách của Joe Biden thất bại. Chính sách kinh tế của Joe Biden không đủ thất bại. Bây giờ có xóa nợ cho sinh viên, có đưa ra những cái chính sách gọi là xoa dịu một số những người lợi tức thấp đi nữa cũng không kéo nổi phiếu. Tại vì những cái lợi này nó chỉ là cái lợi ngắn trước mắt thôi. Nó không phải là cái lợi về lâu dài. Cái lợi về lâu dài là giấc mơ của người ta. Còn giải quyết những khó khăn trước mắt nó không phải là cái vấn đề giải là họ muốn. Ví dụ như đang thiếu tiền nhà, bây giờ tự được riêng được cho mấy trăm đồng bạc để trả một phần nào đó, thì đó chỉ là cái lợi trước mắt thôi. Cái những người lợi tức thấp và những người gọi là người nghèo, họ có giấc mơ lâu dài hơn là thoát nghèo và được làm chủ một căn nhà. Bây giờ tình hình kinh tế trước mắt, thứ nhất là mọi thứ đều mắc, thứ hai là phân lời lên cao, rồi giá nhà cao, bây giờ cũng không có đủ nhà để bán nữa. Do cái chính sách về môi trường của ông ta giới hạn rất nhiều những cái nguyên liệu, khiến cho nguyên liệu của vật liệu xây nhà mắc mỏ hơn. Chính vì vậy quý vị, đảng Dân Chủ đang tìm đủ mọi cách để chọn một cái hạ sách cuối cùng là cái tiếng Việt mình gọi là gì quý vị? Nếu mà không được thì phá cho hôi. Đạt không được thì phá cho hôi, tức là nếu mà không thắng được thì làm cho mọi thứ tè le hết. Và đây chính là chủ ý của họ trong cái mùa bầu cử năm nay. Chủ ý của họ là làm cho cái cuộc bầu cử trở thành tè le hết. Nếu họ không đạt được chiến thắng và không gây được bất ổn xã hội thì họ sẽ làm cho mọi thứ tan nát hết. Không ai tin tưởng vào kết quả bầu cử nữa. Thì quý vị, đây là chủ ý của đảng Dân Chủ trong cái mùa bầu cử. Do đó, họ liên tục đưa ra những chính sách. Quý vị vừa đọc vào, quý vị nổi giận. Quý vị vừa đọc vào là quý vị nổi giận ngay. Đây là cách gọi là kích động một cách tinh vi. Họ sử dụng những cái chính sách này để kích động một cách tinh vi sự bất ổn trong xã hội Hoa Kỳ. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi liên quan tới cái tình hình mà tại sao trong thời gian gần đây quý vị thấy là có liên tục có những cái bất ổn tại Hoa Kỳ, những cái chính sách tác động vào cái xã hội Hoa Kỳ là bởi vì quý vị họ muốn tác động trực tiếp vào lá phiếu vào tháng 11 sắp tới, và thứ hai là họ không còn có thể kích động cái những cái chiêu thức cũ, những cái playbook cũ như là kích động thù hận trắng đen, kiểm soát súng đạn, quyền của giới đồng tính vân vân. Thì quý vị, nó đã không còn ăn khách nữa rồi. Do đó bây giờ họ tìm đủ mọi cách, kể cả việc sử dụng cuộc chiến của Do Thái và Hamas để mà gây bất ổn ở trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Nhưng lần này lại bị thất bại. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!